Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cái cách mình chỉnh sửa ở cái thứ hai nữa là cách mình chiết những cái cây mini này các bạn. Những cây mini này mình quay trực tiếp cho những cây mini mình chiết nè. Đó, những cái cành nhánh các bạn thấy gì phải không? Đó, những cành nhánh mình chiết mà nó ra hoa vậy nè. Thì mình tại sao mình chiết mà nó nhanh ra hoa vậy thì lát mình sẽ nói cho hết các bạn để ý không. Đó, ra hoa, trổ hoa đây, trổ hoa nè các bạn, đã thấy nó trổ không? Đó, ra hoa nè, chuẩn bị nó trổ hoa nè. Đó, đó, chuẩn bị nó trổ hoa nè, có trái nè các bạn. Thì một lá mình sẽ thị phạm lại cho các bạn xem những cái gì mà mình đã làm được và những mình tại sao mình tạo những cái cây mini mà nó bằng chiếc đũa, nhỏ hơn chiếc đũa mà nó có hoa trái đặc ngạt vậy. Thì các bạn sẽ các bạn sẽ nhìn thấy bây giờ là chuyện mình đã làm và mình sẽ làm theo cái yêu cầu của các bạn. Nhiều bạn comment điện thoại Zalo mình, anh ơi chú ơi giờ là chiếc như thế nào chỉ con làm để con có cây con chơi. Thì mình không có giấu, nhiều bạn á, người ta nói á, không giờ dắt bạn đi buôn mà không giờ chỉ cho người ta những cách làm để người ta đó, nhưng mà mình đây mình chỉ hết các bạn, mình không có giấu gì hết. Chuyện các bạn nào làm được thì các bạn đó thành công thì cũng chúc rất mừng các bạn. Mình làm thì mình làm cho trăm người làm thì có đâu phải người nào cũng phải làm được các bạn, nhưng mình phải chỉ cho các bạn nào làm được thành công thì mình chúc mừng. Đó, các bạn thấy không, cái cây chút xíu à, nó ra hoa đó. Những cái giai đoạn bây giờ là cây hải châu bạn. Hồi nãy ha, mình quay cái clip đó cũng hai mấy gần 30 phút, tự nhiên nó không có tiếng các bạn. Bây giờ mình phải tắt xóa clip đó, giờ mình phải làm clip này, tại vì cái micro mình nó cài giật, khi mở lên thấy có chớp đèn nó có tiếng đó. Tự nhiên làm đã đời cái nhìn không có tiếng nữa, micro cái tắt hết pin hay gì mình không hiểu luôn, không có đồ dởm mà. Đó, mà thấy không, cây hải châu này mình nói các bạn nè, những cây hải châu cái giai đoạn mà đẹp nhất của cái loại bông á thì giai đoạn này giai đoạn cái bông và nó sẽ có ngã màu trắng, nó chuẩn bị nó nở thì nó sẽ tách biệt giữa cái màu lá và cái bông thì nó nổi bật lên, làm cho cái cây hải châu là nó đẹp đó các bạn thấy không. Đó, nó nổi bật lên giữa trắng và xanh đó, thì nó làm cây hải châu là nó nổi bật lên, cái bông nó nổi bật lên. Còn cây hải châu mà các bây giờ là cái bông nó màu xanh, nó trùng với màu lá thì nó không nổi bật, các bạn thấy không có thấy. Rồi cây hải châu cái giai đoạn nó đẹp nữa nè, giai đoạn mà nó nở xong nó đậu trái, trái nó các bạn, cái trái nó ngã qua màu vàng như vậy đó, quả màu vàng vậy nè, nó ngã ra những cái màu vàng, mình chỉ cho các bạn đây, những màu vàng vậy thì là nó nổi bật lên, nó không còn đẹp với cái màu lá nữa thì làm cho cây hải châu nó đẹp các bạn, nó trái ra trái rồi lá ra lá. Còn giờ vậy nè, vậy là trái thì màu xanh, lá màu xanh thì nó không nổi bật lên đó, chỉ nổi bật là khi mà cái bút nó sắp nở thì nó sẽ đưa ra những cái màu trắng, thấy không? Đó, nó nổi lên cái màu trắng này, ngày mai nở nè các bạn đó, khuya nay và sáng mai nó nở là nó sẽ nổi bật lên cái cây hải châu nó đẹp. Đây mình quay đi, mình đi giải thích giải mình nói các bạn cách của mình thôi, theo nhận biết và hiểu biết của mình vậy mình nói, các bạn cứ nghe đúng thì cứ nghe, không nghe đúng thì thôi tua qua thì vậy thôi, không có gì hết. Tại vì mình đây mình làm cái sự thật là của cái vườn nhà mình như vậy đó. Những cái này cũng vậy nè, nó nổi bật lên nè, các bạn thấy không, màu trắng lên hết nè đó. Thì cái này là cái chân tình của mình quay có sao mình là mình nói vậy à, chứ mình không có nói này kia nọ. Nhưng những cái bông vậy nè, cầm cái kéo hay ấy nè, những cái bông vậy nè các bạn, thì nó còn tiệp màu lá thì các bạn không có thấy. Còn những cái bông vậy nè, đó, cái bông nó nổi trắng lên vậy thì các bạn thấy giữa cái lá nó màu xanh và cái bông màu trắng thì nổi bật lên. Cây hải châu cái thời điểm mà nó đẹp là vậy, mà thấy không, nó đẹp là nó nổi bật giữa cái, nhưng mà nó chỉ có ngày các bạn, mình thưởng thức được có ngày à, qua ngày sau là nó nở trắng lên như tuyết, rồi nó nở xong rồi nó đậu trái, rồi cái giai đoạn mà nó đậu trái xong rồi nó gã ra cái trái nó chín, gã màu vàng nó đẹp, rồi nó
từ cái màu vàng nó sẽ đẹp tới cái màu khi trái nó tàn là nó rụng hay hoặc là sau đó thì nó ngã ra màu đỏ vậy thôi, thấy không? Thì mình nói đây, mình nói cái sự thật của vườn mình đó, thì mình quay các bạn để rồi mình sẽ là thực nghiệm lại. Hồi nãy mình làm cái clip 3 phút nhưng quên gắn cái micro bật không bật lên các bạn, hàng sau mình không hiểu luôn sao vô không có tiếng. Bây giờ mình phải làm cái micro cái clip lại các bạn, làm clip lại để mình thực nghiệm. Bây giờ thực hành cái việc mà mình để mình chiết cái cây để cho các bạn thấy, rồi coi có chấp nhận cái chuyện mình làm vậy đúng hay sai, hoặc là đạt không đạt thì các bạn làm theo hoặc không làm theo, đó là tại vì cái số bạn yêu cầu các bạn. Đó, cây này giờ nó ra hoa ra trái, nó ra bông đợt 3 nè các bạn. Đó. Thì giờ mình ra mình nè. Khi các bạn chọn lựa, các bạn muốn chiết cái nhánh cây á, để cho ra hoa ra trái như cái đầu clip tôi đã quay á, thì các bạn nên chọn lựa. Chọn lựa gì? Chọn lựa là những cây mà lá đẹp. Thứ hai nữa, xiên qua xiên trái, xiên nha, cho không có siêu nha, xiên qua xiên trái. Còn cái chuyện siêu là người ta nói siêu này kia, nói mục đích ta nói để cường điệu quá. Bây giờ là cái cây người ta lên là cái dạng mà đặc biệt, có một không hai á, rồi siêu á, chứ mình đây cái xiên thôi chứ không có siêu. Ở cái cây này như vậy nè các bạn, nó chuẩn bị nó nở nè, vừa có trái quá trời trái nó nở nè. Rồi mình ra nè, mình làm cho các bạn xem nè. Đó, những cây này á, những nhánh này tại sao mình không cắt bỏ nè. Đó, những nhánh này nhánh non nè, mình để cho nó già các bạn. Chừng nào nó có hoa không, có hoa trên nhánh này, có bông nhánh này mình chiết. Tại cây này là cây vĩnh lợi, lá đẹp không, trái sai, trái xia, trái sai. Mình từng lấy cây này nè, mình ghép vào những cây này nè. Đó, thì các bạn thấy là những cây này mình chọn lựa đó. Do đó bây giờ là đây nè, các bạn thấy không? Đừng nên chọn những cái cây này mà chiết ra cho các bạn. Cây này mình mua cái kênh cũng gần cái xứ mình đi ra đụng đó các bạn, chứ không phải mình Bình Định, ở trong miền Nam ra đụng cái mấy đó là người ta cũng chào bán là cây hải châu lá nhỏ, nhưng mình để mình thị phạm cho các bạn xem nè. Rồi mình lấy cái cây mà mình chuẩn bị mình chiết nè các bạn. Đó, cây nè, bạn thấy không? Nhánh nó trái nè, bấm một cái tà cái đọt mà mình gọi là mình bỏ đó, mình kiếm cái đọt nào nó trung bình thôi, chứ không lựa cái đọt nhỏ, lựa cái đọt trung bình thôi. Nó như lá vậy đi, trung bình nè, lá trung bình nè các bạn. Đó, rồi mình so sánh cầm dậy các bạn biết cái lá bị lớn đúng không. Rồi những cây lá nhỏ có miền mà mình nuôi trải nghiệm nè các bạn. Đó, để vô nè. À, thấy không nè, đó, người ta gọi là cây này cây lá nhỏ bán mình nè. Đó, cây hải châu lá nhỏ ta bán được cả trăm cây luôn, cả ngàn cây luôn, bán trên kênh đó. Hải châu lá nhỏ, hải châu lá nhỏ nè các bạn, nhỏ người ta nè các bạn, cắt 10 cái lá này nhỏ này đi, đây là 5 cái thôi, để được cái lá này coi nó đủ, nó hết lá này không, nó không hết luôn, mình hái luôn cho các bạn xem nè. Đó, so đi chào lá nhỏ người ta nè, lá nhỏ của mình nè. Đó, giờ mình so sánh cái cây kế bên thôi nè. Đó, cái này lá này là mình cho nó sung nha, lá các bạn thấy ra cái đọt sung nè, lá nó sung này, trong này nó nhỏ nè, đó các bạn thấy không, đó lá nó nhỏ nè, nhưng mà ra ra sung thì mình coi nó lớn hết ra, nhưng mà so với cái lá này cũng vậy nè. Đó, lá nhỏ nè. Đó, cây này mình bỏ phân nè, nó sung lên không, mà người ta cũng cỡ này thôi, thấy không? Đó nè, nó sung lên là người ta cũng cỡ này thôi. Đó, đó các bạn không nè, cây này rất là sung tới tim luôn nè, thấy không? Nhưng mà lá nhỏ, nhưng mà mình nói đây, mình nói các bạn khi các bạn ghép, các bạn chọn lựa, các bạn nên chọn những cái cây nó đẹp, lá chuẩn, thấy không? Chứ đừng chọn những cái cây dày ghép. Cây này trải nghiệm thôi, chứ mình không có bán buôn ai, không có bán ai á, mua trải nghiệm. Để những cái lá nhỏ vùng này, lá nhỏ vùng kia, lá nhỏ miền này, lá nhỏ miền kia, nó đến một cái giai đoạn nhất định nào nó cho cái lá nhỏ như thế nào. Nhưng cây này mình test nắng này cũng 6 tháng rồi nè, để ngoài nắng suốt luôn, để cho cái đông cao luôn nè, các bạn thấy không? Đó, nhưng mà nó vậy không có cái bông luôn. Đây cây nữa nè, đây cây nè,
đó đó, mà thấy không nè, mình đang cắt mình thì phải clip trước mình còn bỏ cái nhánh trên đây nè, nhưng mà bị không có tiếng, không có tiếng các bạn, kỳ lắm, không có tiếng đây nè, mà thấy không, cái lá nhỏ của người ta nè đó, còn nó vậy nè, lá nhỏ nó vậy nè nè đó, cây kế bên nè các bạn, đó trái nè, cục cục nè, mà thấy không, kế bên luôn á, chứ không phải đầu xa xa mà đứng sát bên luôn đó nè, lá nhỏ của cái miền đó đó, cái vùng đó đó, soi lá nhỏ ở Bình Định mình đi, mình đây không phải mình chê hải châu nào vẫn là hải châu, chứ hải châu này không phải, tôi nói cây hải châu này là gọi là cây dúi hay hoặc cây trầm thị hay cây cẩm thị, không phải, vẫn là hải châu các bạn, nói mình nghe vẫn là cây hải châu, nhưng mà các bạn mua các bạn cứ coi nó ở cái lá nhỏ, như anh bứt cái cây lá nhỏ nhất của anh đo với cây lá nhỏ đó coi sao, nhiều người ta nói lá chân cũng ấy, nhưng mà cây này mình mua về nè, lúc đầu mình cũng nói cây này bị lá chân là nó không có lớn, nó không có, nó lớn quá, nó không có nhỏ, nhưng mình test nắng gần đây cũng 5-6 tháng rồi, mình để vào nắng luôn mà rốt cuộc nó cũng vậy, nhưng mà vẫn là hải châu, nhưng mà mỗi vùng, nhưng mà cái vùng đó nói chung là người ta mỗi vùng, phụ nữ vậy, mỗi nơi cách đẹp khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau, không có chê, mình không chê, nhưng mình so sánh để các bạn chọn lựa, các bạn chiết ra các bạn chơi, chứ không phải mình chê hải châu của người ta. Hải châu nó mọc dưới đất, tao rộng, người ta đào lên tao bán, hoặc là người ta khai thác tao bán, chứ người ta người mua, người khai thác người ta có trồng đâu mà mình chê người ta, không. Nhưng mà mình nói đây cái vùng miền nó là vậy, nó được không có trái, bạn trái được chút xíu trái đây, nó rụng ráo à, đó. Cũng trái cây hải châu nào mình nói rồi, cây hải châu nào vẫn cây nào cũng có trái hết, đó. Đây chiết vậy các bạn, đây những nhánh mình chiết mình lột da nè, mình sẽ đưa cái kéo vô, thấy không, mình xoay cho là 360 độ, và mình khoảng cách này khoảng chừng 4 phân, mình cũng đặt cái kéo vô quay 360 độ, thấy không, đó mình, như mình làm thị phẩm cho các bạn xem, như cái nhánh này đi đó, nhánh này giờ mình tuốt lá hết đó bạn nè, không, rồi mình để kéo lôi vô nè, đó mình xoay nè 360 độ, mình xoay qua xoay lại các bạn, đó các bạn thấy không, đó 360 độ, trên này mình cũng đặt lên 4 phân, mình cũng xoay 360 độ đó, mình xoay nè đó, tại vì nó kẹt đó, mình quay qua đây đó, rồi sau đó mình lấy cái tay hay hoặc cái dao, nếu mà cái này nó không có tróc ra, mình lấy cái tay này mình lột cái da ra nè, đó các bạn thấy không, tôi lột da ra nè, đó các bạn thấy nè, lột da ra. Rồi mục đích đeo cái dao cắt giấy làm gì các bạn, dao giấy cắt bén nè các bạn, bạn tại vì mình lấy kéo mình quay cái này nó bị dập trên này, các bạn cắt đi, cắt cho nó bớt, bỏ hết cái dập đây, cũng như người ta phẫu thuật ấy vậy đó, mình cũng đó cũng chứng kiến nhiều cái vụ phẫu thuật ha, cái gì mình không biết đó các bạn, trên đời này á mình cái gì mình cũng biết á, ta phẫu thuật không, khi mình không phải mình biết rồi, biết cái giỏi gì, nhưng mà mình học hỏi rồi mình chứng kiến đó, rồi người ta cắt hết bằng cái nhẵn những cái da dư á, rồi ta mai lại nó mới lành, này cũng vậy nè, mình cắt hết nhẵn những cái kéo mình để vô các bạn, cái kéo này mình để vô là mình quay, nhiều khi nó dập cái da này nè, ngay mỏ kéo nè, rồi nó lâu ra để thôi, như nó râu ra để thôi, làm đó rồi vậy nè, các bạn thấy không, mình để đây 10 bữa 7 bữa cũng được, mà khi mà các bạn thấy á, những cái ngay chỗ cái mũi dao này mà là nó bị nó u lại, nó lìa, nó u lại, nó kiểu mà nó múm lại, múm da lại á, thì các bạn lấy cái M3M hoặc là Atonis gì pha lõn ra, hoặc là pha làm sao thì các bạn tùy ý, bạn lấy cái tâm bông của cái trái tay mình á, chấm vô quẹt vòng đây, rồi để cho nó khô chừng 3-4 tiếng đồng hồ á, các bạn lấy cái để trong bình nè, không, bạn cho nó ẩm mặt quấn lại, hoặc lấy sơ dừa nè, sơ dừa này, sơ dừa phải sơ dừa cũ nha, sơ dừa này, cái sơ dừa là sơ dừa các bạn phải ngâm nước dắt 3 cái chát ra hết, trộn với cái cát này, 50 sơ dừa, 70 sơ dừa, 80 sơ dừa đi, chừng 2% cát thôi,
đó các bạn lấy bọc mũ bọc tịch vô và quấn lại. Quấn lại khi cái giai đoạn đó các bạn quấn lại á thì màu trắng nha, khi nó phát hiện rễ ra màu trắng á thì các bạn để, nhưng mà cái rễ chuyển qua màu nâu á các bạn cắt, cắt xong các bạn kiếm cái những cái vỏ này nè, ha, đó, cái vỏ này nè các bạn vô cát xây dựng, vô cát không rồi các bạn ghim nó vô, bỏ nó vô, các bạn cứ lấy cái bọc mũ vậy, đây bọc mũ vậy nè, đó các bạn chổi cây lên hoặc trùm lại lấy dây cột lại, mà khi mà các bạn phát hiện nó nhảy cái tược non á, nhảy tược non á, để mình kiếm một cái tược non mình thị phạm đây, khi mà cái cây đó nó nhảy cái tược non vậy rồi các bạn cái lấy cái lỗ bạn soi cái lỗ bằng tay út thôi, soi dừng dài lỗ, đừng lấy gỡ liền, gỡ liền là cái đọt non này héo nha, nó tiếp xúc với ánh không khí ánh sáng rồi nó héo, rồi cái vụ từ từ khi mà nó thấy nó không héo các bạn gỡ bọc ra, rồi cho các bạn nuôi vài tháng vài năm sau ta là nó có hoa có bông liền. Đây những nhánh này đi, nó nhánh này tôi chiết á nè, nhánh này nè tôi chiết nè, cũng có là nó có trái nè các bạn, nè có hoa nè, nó trái nè, đó những nhánh này nè, nhánh này tôi chiết nè, nhánh này chiết nè các bạn nè, nó vẫn có bông nè, bạn thấy không, đó chiết vẫn có bông. Cái này á mình nói thật nha, người ta không chỉ các bạn đâu, để người ta làm người ta bán, hoặc là làm với ai dắt bạn đi buôn, có mình làm, mình chân tình mình làm, mình chỉ cho các bạn thôi, chứ nhiều người ta không chỉ các bạn đâu, người ta giấu, người ta làm nặng, người ta ấy, nhưng mà các bạn chơi các bạn cũng khó lắm, tôi chỉ chưa chắc các bạn làm được, các bạn phải chuyên nghiệp trong cái nghề các bạn mới làm được, mà trong nghề ai cũng biết có làm gì phải chỉ, đúng không? Nhưng mà các bạn bây giờ cứ làm đi, thực nghiệm làm để có cái hãy cho con chơi. Nhưng mà các bạn cái điều kiện các bạn phải lựa chọn giống nha. Cái giống lá nè. Thấy không? Lá tiên này nó hơi dài dài nhưng mà nó xuyên trái. Trái nè. Cục cục các bạn thấy không? Xuyên qua xuyên trái lá tiên rằng lá rí nè. Này nó lá rí à. Mình so với mình đây là lá nhỏ nha. Đâu có rí gì đó. Thấy không? Đó, còn cái lá này trải nghiệm nè. Mình quay mấy cây mình trải nghiệm các bạn. Đó, cái này chuẩn bị nó nở nè. Lá mình đây không cần lá, cần cho hoa đậu quả đẹp, cho hoa cho quả ra, hoa ra quả nó đẹp, nó được nó chùm chùm vậy là chơi được nè. Trái rất là to nè các bạn thấy không, nãy làm clip cũng dài lắm các bạn, tự nhiên vô không có tiếng, cái này chắc tiếng nhỏ nữa các bạn, mình nghĩ vậy, mình cái micro mình đặt mua mà chưa về nó. Trái nè, đó bên này vậy nè, trái này các bạn cục 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 luôn. Mấy cây này là cây Vĩnh Lợi, bứng tại cái núi Vĩnh Lợi là cặp bờ biển, là mình thấy cây này nè, bụi này rất là đẹp nè các bạn, cái bụi nè đó các bạn thấy không, chín thân, nó nhiều mấy chục thân, giờ mình cắt hết chín thân mình sửa lại nè, đó mình sửa lại chín thân đó, đến nay thì nó trước thì có bệnh hoài, nay nó sung lại nữa các bạn, nó cho trái nè, bạn thấy trái không, ngược nắng nha các bạn, cây nè đó, còn cây này cây tình lan, là để mình đi quay hết cái những cây mà mình mua mình trải nghiệm các bạn nè. Cái cây này mình mua hồi đầu tay này các bạn, mình chưa biết kênh La Cà, mình mua biết bạn đâu, mua Cần Thơ Hải Châu, mua ngựa Cần Thơ về Long An nè, nuôi có mấy năm trời, cả năm mấy nó ra cũng như là ấy luôn, nhưng mà nó không có ấy, mình lấy mình ghép nè các bạn, cho hoa cho trái nè. Đó. Nhưng mà nó chết từ từ, kệ nó chết tới nhiều hết mình cứ bỏ đại đi. Thấy không? Đó thì đây mình nói, mình đây bữa nay mình trao đổi với các bạn là cách mình chiết cây mini nhỏ nhỏ như cái nhánh này à. Những cái dòng lá này nè nó chưa có đẹp, lá các bạn thấy không, to to, cây này mình mua của cuộc sống mưu sinh đó, dòng lá nó nè vẫn có trái, nhưng mà nó cây này nó chết đi sống lợi nè, vẫn có trái nè các bạn, thấy không, thấy chùm chùm nè, như dọc lá nè, mấy cây này nên đừng chiết, chiết chỉ lá vậy chiết chị đó, này nó bệnh nè các bạn, cây này mình nuôi nay cũng 3 năm mà nó bệnh, cái nó bây giờ nó vậy nè, đâu phải cây châu dễ ăn đâu, nó bệnh này xịt thuốc hoài đúng vậy à, đó cây mình mua trải nghiệm nè các bạn, đó bạn thấy không,
lá bằng ngón tay cái luôn mà ta nói bán mình, ta nói lá nhỏ đây, cây cũng vậy nè đó, lá to thật to nữa, lá nhỏ mình không nghĩ cái chuyện đó là người ta nói thật hay nói ấy, tại vì mình không kêu người ta lấy cái lá nó trong cái vườn người ta lá vậy không, bất cái lá nào để so sánh. Phải như cái vườn mình thì có lá này lá kia bất so sánh, còn người ta bán, người ta lên clip ta bán toàn là cái lá vậy không mà so gì, bất lá này lá kia nó bằng y nhau mà sao so. Ở trong cái clip sao các bạn biết là cái cây lá nhỏ lá lớn đây, tức quá bấm một lá này nè, nên chọn cái nhánh nào bỏ đi, cắt nè. Đó trái nè, được rồi cưng đem vô nhà, nhưng mà cuối cùng nó không đậu ra bông khác nè. Đó nè, lá dày mình kêu lá nhỏ phải có hai cái lá so với nhau nè. Đó bạn nói vậy là sao, lá nhỏ, lá nhỏ với cái dùng này thôi chứ sử dụng bình định ngoài đó. Cây này cây tình lan nha, lá nó không được tròn tròn nhưng mà nó dài dài, nhưng mà vẫn là bầu cái đầu. Tôi lựa ba cây này, tôi xem lá, tôi chưa đặt hàng ba cây này nè. Lá này cũng không có dài, lá tròn có trái tim không, nhiều khi mình nhìn nó ở nó sen nè, thấy không, nhưng mà nó chưa có hoa, chưa có trái, nuôi này cũng lâu rồi. Trải nghiệm cái này cũng trải nghiệm các bạn, mình so sánh nha các bạn. Cây hải châu vẫn là cây hải châu, chứ tôi không nói cây hải châu này thuộc nó dạng mà gọi là cây trầm thị, cây cẩm thị hoặc là cây sam cái gì, vẫn là hải châu, cây nào vẫn có trái, nhưng mà mỗi dùng các bạn thì cái đặc thù lá nó khác nhau, trái nó cho khác nhau, rồi cái tốc độ ra trái hoặc là cái mức độ trái nó khác nhau. Đó như con người vậy đó, mỗi vùng miền thì thí dụ châu Phi, trời ơi, người ta đẻ một cái là gần một cái gia đình đó, ông 7-8 vợ, cái chục vợ, con ổng gần 40-50 đứa. Còn Việt Nam mình thì giờ thì có một người khi đẻ ra có đứa con mà kêu sanh nữa không sanh đó, hạn chế vậy đó, ý vậy mình nói vậy đó. Mỗi vùng miền nó khác nhau về cho hoa quả trái, kết quả đậu hoa đậu quả này kia nọ đó. Thì giờ các bạn chơi thì các bạn cũng chọn lựa vậy thôi. Mình không nói đây mình chê cái hải châu, vùng nào vẫn là hải châu, miền nào vẫn là hải châu, chứ không phải cây đó mình nói cây đó là cây gì. Nhưng mà bây giờ là nhiều khi đó mình mua mình trải nghiệm các bạn, mua mấy cây trải nghiệm nãy vừa quay cho các bạn xem á, những cây Vĩnh Lợi là mới mua về nữa các bạn, lá nó vẫn đẹp nè, trái đậu bạn thấy không đó, mới mua về đó, cây này cũng Vĩnh Lợi nè, mới mua về nè. Mua này không phải mua khi ấy nha các bạn, mua là trong nhà vườn nè, trái này mua trong nhà vườn mình lấy ra, chứ không phải mua ở khai thác ở núi, giờ đâu còn nữa khai thác rồi. Xong rồi mình review sơ lại cho các bạn xem giờ cái cách mình chiết cây chiết cành rồi đấy các bạn. Đây mình làm theo cách của mình nha các bạn, mình làm theo cách của vườn mình làm như vậy đó, rồi mình quay, nhiều bạn yêu cầu mình quay lên cho các bạn xem cách mình làm, chứ mình không có chỉ ai nha. Nói chung là cây mình không muối rìu qua mắt thợ, cái cây chiết này thì ôi thiếu gì cả ngàn người biết, đâu phải một người biết. Nhưng mà anh em nhiều khi người ta ở thành phố, người ta có một hai cây để ta chơi thì người ta cái yêu cầu mình những nhánh mà ta cần bỏ chỉ cho người ta chiết ra, đặng ta có cây mini người ta chơi thì mình cũng chỉ thôi, chứ không ai dắt bạn đi buôn đâu. Câu nói của ông bà xưa, mình làm người ta không có chỉ đâu các bạn, để ta làm ta bán chứ chỉ rồi ai mua, nhưng mình không có đó. Như các bạn nào như đâu phải chỉ mà ta làm thành công đâu, nhưng mà mình không có hiểm cho đó, vẫn chỉ đi. Các bạn làm được các bạn thì chơi khỏi tốn tiền, mình làm được thì mình giao lưu đó nè. Bạn thấy bông không, lá này á, người ta nói nhiều khi nhiều người ta nói bị đột biến bạch tạng, không phải đâu, yếu thiếu cái diệp lục, nó bây giờ là nó màu trắng thôi đó, như trong cũng có màu xanh bình thường, nhưng mà nhiều bạn cái chơi cái lan người ta nó đột biến rồi nha. Còn hải châu mình nói này nó thiếu nè,
do nó bị gì thiếu diệp lục của cái lá nó màu trắng, nhưng mà nó vẫn sung nở, nó ra hoa nè các bạn, còn thấy ra hoa không, hoa cục cục nè. Đó, hoa này thì hoa đậu nha, chứ không phải hoa này hoa hoa rụng nha, hoa rụng mình nhìn mình biết đó. Lan cái ta nói đột biến á, các bạn thấy không, nó trắng đều cây thấy không, thấy chưa. Nhưng mình nói không phải cây này nó thiếu diệp lục, tại vì mình đã có nuôi nó rồi, thấy không, thiếu diệp lục, bây giờ là nó trắng vậy thôi, chứ vài bữa nó xanh lét là giờ tôi đem ha, tôi nói cây này tôi đăng lên mạng, tôi nói cây này nó đột biến nè, lá màu chuyển màu trắng nè, bạch tạng ha, hoặc là cái gì đó, nói chung là cái dòng mà cây ấy có các bạn, cái cây bông giấy nó có, còn hải châu này mình không có thấy. Cây này thiếu thiếu diệp lục cái lên tôi nói cây này đột biến nè, bán giá cao không có đâu, cây này cây nó bị thiếu gì đó đó. Qua bà rồi, clip hôm nay mình cũng dài các bạn, mình review lại hoặc mình là chỉ cách làm, chia sẻ các bạn, chúc các bạn thành công mà trong cái chuyện mà bây giờ là mình chiết nhánh các bạn, như cái cây này mình chiết một nhánh nè, hai nhánh nè, ba nhánh nè, bốn nhánh nè, năm nhánh nè, sáu nhánh nè, thấy không, cây này mình chiết sáu nhánh nè, chọn lựa cái lá chiết, cái giống chiết cái giống nè, các bạn thấy không, cái chùm này bao nhiêu trái nè, cái chùm nữa nè bao nhiêu trái, trái chùm đó, qua nở xiên vậy thôi. Clip đây cũng dài các bạn, mình tạm dừng, mình không phải giỏi đi các bạn, những cây lớn hôm qua mình có clip á, quay lại các bạn xem, mình cũng lột ra lột tới lột lui lột xuôi lột ngược để bây giờ là mình làm lợi nè, chứ không có giỏi đâu. Mình đây mình làm cũng có tay nghề, cũng có chiếc này kia nọ, nhưng mà cuối cùng nó đâu dính đâu, nó đâu có ra rễ đâu, cây lột qua làm lợi không có giỏi đâu các bạn. Cái này mình làm tùy theo cây thôi, cây này nó không sung nè, lá èo cũng vậy sao ra rễ nổi, mình nghĩ nó vậy thôi đó. Các bạn mà chọn những cái cây mà bằng chiếc ra, các bạn chọn những cây mà lá nó xum xê, nó xanh không, nó có sức sống đó, các bạn làm. Còn làm cây mà si hồi nãy tôi chỉ á, các bạn không có ấy nè, cây này các bạn thấy nè, đó bông nó nở, cây này giải quyết bán vậy các bạn, đó, trái nè, cây này mặt trái nó rất là nhiều, mình để mình chơi luôn, tức là trong cái vườn mình đó, bác cũng phải chừa lại cây để chơi, tặng vợ tặng cái này kia ha, ngày Tết ngày ấy ha, phải chừa lại cây. Thì cây chừa lại thì các bạn biết, mình có ngàn cây cả trăm cây mình chừa lại cây thì các bạn biết cây đó nó như thế nào. Đó, cây này cây Vĩnh Lợi nè, cái thân nó thôi đặc biệt luôn, thân tự nhiên co lắc tự nhiên luôn, bông thôi hết trái luôn. Cây này nhiều bạn đang nghĩ tôi bán gì lắm mà tôi không bán nè, bán nhiều cũng mua nhưng mà mình không có bán cây này, tiền xài nhiều cũng hết, mà tìm mấy cây này là khó. Thân nó lắc nè các bạn, đó, trái nó cục cục luôn đó, nhánh này lá của mình chiết luôn rồi các bạn đó nè. Mình để nè các bạn, mình để mình không cắt nè, nhánh này nó dư nằm ngay chỗ độ cong âm phải không, nhưng mà không cắt, mình để mục đích là mình chiết cái nhánh này ra nè, cây này mình chưa chiết cái nhá, cái lá ngoài này nó phóng cũng gần bằng ngón tay cái đâu phải ít đâu, nhưng mà trái thôi khỏi nói luôn. Được rồi, xịt thuốc nè, xịt thuốc nó bị lao, giờ nó tỉnh lại rồi. Rồi cái clip đây mình kết thúc cây lá trung nè các bạn, lá trung được rồi, mình thấy trái dữ lắm, mình mua về nè, bây giờ là tới giờ phút đầy nó mới cho ra hoa nè, vẫn chưa thấy trái nữa. Cái mặt trái nó thì giờ mình thấy rồi, là khi mua ngoài La Cà về thấy trái rồi, mà gai nhiều quá nè, qua nè. Đó, mình kết thúc liếm các bạn, thằng nhây quá trời, qua trái thôi, thứ nào chịu nổi. Rồi